Nhiều tháng nay, vỉa hè tại khu đô thị thành phố Giao Lưu nằm trên địa bàn phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm luôn trong tình trạng chật chội như thế này. Chợ cóc, quán ăn ngang nhiên hoạt động. Vỉa hè bị biến tướng thành nơi kinh doanh. Tôi bán thôi. Mọi người tạo điều kiện cho để kiếm ăn gạo. Có cần phải hỏi qua em không? Nói gì? Hỏi ai ạ? Hỏi ông Thắng. Mình có phải đóng tiền theo mặt hàng mình bán không? Có đi. Liệu có hay không sự việc như trên? Câu hỏi xin được chuyển đến Ủy ban Nhân dân phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm. Còn thực tế đang cho thấy, việc chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh diễn ra từ lâu, nhưng không ai xử lý, nhắc nhở. Không gian tại khu đô thị hiện đại trở nên kém văn minh do những vi phạm như thế này.